Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học toán lớp 3. Để học tốt bài học hôm nay, các em cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: sách giáo khoa toán 3, vở ô ly, viết chì, viết mực và bảng con. Các em thân mến, theo nội dung điều chỉnh dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình toán lớp 3 ở tuần 23 có bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo, bài luyện tập trang 116. Để đảm bảo lượng kiến thức cần nắm và đảm bảo thời gian học tập ở nhà, cô sẽ gộp hai bài này lại thành một bài chính có tên là nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo. Mục tiêu của bài học hôm nay là giúp các em biết cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ hai lần không liền nhau, biết vận dụng trong giải toán có lời văn, làm được các bài tập 123 trang 115 và bài 23 trang 116, rèn cho các em tính tự giác học tập ở nhà. Trước khi vào bài học, chúng ta sẽ đi vào phần kiểm tra bài cũ. Đặt tính rồi tính. Ở bài tập này, chúng ta sẽ làm vào bảng con. Cô mời các em làm phép tính thứ nhất: 1233 nhân với 3. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả nhé. 1233 nhân với 3 sẽ bằng 3699. Bây giờ các em tiếp tục làm bài thứ hai: 1422 nhân với 3. Các em kiểm tra kết quả trên màn hình. 1422 nhân với 3 sẽ bằng 4266. Cô xin chúc mừng những bạn nào làm bài đúng. Để tìm hiểu thêm về phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo. Chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ: 1427 nhân với 3. Để thực hiện được phép nhân này, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện từ phải sang trái. Trước tiên chúng ta sẽ nhân từ hàng đơn vị đến hàng chục, đến hàng trăm, rồi đến hàng nghìn. Các em thực hiện phép tính này vào bảng con cho cô. Nếu bạn nào đã ra kết quả thì các em cùng cô nêu lại cách thực hiện phép tính này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện nhân ở hàng đơn vị trước. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. Sau đó đến hàng chục. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. Rồi đến hàng trăm. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. Sau đó nhân đến hàng nghìn. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy 1427 nhân với 3 bằng 4281. Vậy các em cho cô biết phép tính trên là phép tính có nhớ hay không? Đúng rồi, phép tính trên là phép tính có nhớ, hai lần không liền nhau. Để thực hiện phép tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, chúng ta cần lưu ý, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất, sao cho thừa số có 1 chữ số thẳng hàng
đơn vị của thừa số có 4 chữ số. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép tính từ phải sang trái, tính từ hàng đơn vị, hàng chục đến hàng trăm rồi đến hàng nghìn. Để khắc sâu kiến thức hơn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta tính. Ở bài tập này, chúng ta sẽ có 4 phép tính: 2318 nhân với 2, 1092 nhân với 3, 1317 nhân với 4, 1409 nhân với 5. Ở bài tập này, cô yêu cầu các em dùng viết chì ghi kết quả vào sách giáo khoa. Các em sẽ làm bài tập này trong vòng 2 phút. Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu kết quả trên màn hình. 2318 nhân với 2 sẽ bằng 4636. 1092 nhân với 3 sẽ bằng 3276. 1317 nhân với 4 sẽ bằng 5268. 1409 nhân với 5 sẽ bằng 7045. Chúng ta sẽ sang bài tập. Bài 2, đặt tính rồi tính. Chúng ta sẽ làm bài A. Ở bài A này, các em sẽ làm vào bảng con. Các em thực hiện cho cô. 1107 nhân với 6. Các em kiểm tra kết quả trên màn hình. 1107 nhân với 6 sẽ bằng 6642. Các em tiếp tục làm phép tính thứ hai. 2319 nhân với 4. Các em kiểm tra kết quả. 2319 nhân với 4 sẽ bằng 9276. Chúng ta sẽ sang bài tập B. Ở tập bài tập B này, cô sẽ mời các em làm vào vở. 1106 nhân với 7. Phép tính thứ hai là 1218 nhân với 5. Các em sẽ làm vào vở trong vòng 1 phút.
chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả trên màn hình. 1106 nhân với 7 sẽ bằng 7742. 1218 nhân với 5 sẽ bằng 6090. Để sang bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này là một bài toán có lời văn. Một xe chở 1425 kg gạo. Hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Các em đọc đề toán và cho cô biết bài toán cho biết gì. Đúng rồi, bài toán cho biết một xe chở được 1425 kg gạo. Vậy bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi ba xe chở được bao nhiêu kg gạo. Sau khi chúng ta tìm hiểu bài, chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán như sau. Một xe chở 1425 kg gạo, ba xe sẽ chở được bao nhiêu kg gạo? Vậy muốn biết ba xe chở được bao nhiêu kg gạo, ta làm như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. 1425 nhân với 3. Các em sẽ giải bài toán này vào vở cho cô. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Số kg gạo cả 3 xe chở là 1425 nhân với 3 bằng 4275 kg. Đáp số 4275 kg. Chúng ta sẽ tiếp tục số 4. Bài tập số 4 là bài tập số 2 trang 116, cũng là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô đọc bài đề bài. An mua 3 cái bút chì, mỗi cái bút giá 2.500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng, hỏi cô bán hàng phải trả lại An bao nhiêu tiền? Các em đọc đề toán và cho cô biết bài toán cho biết gì? Đúng rồi, bài toán cho biết mua 3 cái bút chì, mỗi cái bút giá 2.500 đồng, đưa cho cô bán hàng 8.000 đồng. Bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi, đúng rồi, bài toán hỏi cô bán hàng phải trả lại An bao nhiêu tiền. Sau khi chúng ta tìm hiểu bài, cô sẽ có tóm tắt như sau. Bạn An thì mua 3 cái bút mà mỗi cái là giá 2.500 đồng, đưa 8.000 đồng, hỏi trả lại bao nhiêu đồng? Trước khi giải bài toán này, các em cần chú ý. Ở đây chúng ta biết là mỗi cái bút có nghĩa là mấy cái. Đúng rồi, mỗi cái có nghĩa là một cái. Vậy một cái thì giá 2.500 đồng, mà bạn An đã mua mấy cái bút? Đúng rồi, bạn An đã mua 3 cái bút. Vậy ở bài toán này bây giờ cho cô biết coi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm cái gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ đi tìm số tiền mà bạn An đã mua 3 cái bút. Đó là lời giải thứ nhất. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy 2.500 nhân với 3. 2.500 nhân với 3 bằng bao nhiêu nè? Các em hãy thực hiện phép tính vào vở.
Đúng rồi, chúng ta có 2.500 nhân với 3 sẽ bằng 7.500 đồng. Vậy muốn biết cô bán hàng phải trả lại anh bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì nào? Và chúng ta sẽ đặt lời giải như thế nào? Đúng rồi, lời giải chúng ta sẽ đặt là số tiền cô bán hàng phải trả lại cho bạn An là, và chúng ta sẽ làm phép tính trừ 8.000 trừ đi 7.500 bằng 500 đồng. Sau đó chúng ta sẽ đáp số 500 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài tập số 5 tìm x. Đây cũng là bài tập số 3 trang 116. Ở bài tập này gồm có hai câu: A. X chia 3 bằng 1527. B. X chia 4 bằng 1823. Vậy các em cho cô biết trong hai phép chia trên x gọi là gì? Ồ, đúng rồi, x gọi là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia ta làm sao nào? Muốn tìm số bị chia, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Như vậy làm bài tập vào trong vở cho cô trong vòng 1 phút. Chúng ta sẽ đối chiếu kết quả trên màn hình. X chia 3 bằng 1527, vậy x sẽ bằng 1527 nhân với 3, x bằng 4581. X chia 4 bằng 1823, vậy x sẽ bằng 1823 nhân với 4, x bằng 7292. Như vậy sau khi chúng ta làm bài hai bài tập này xong, chúng ta cần lưu ý muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Cô trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu tất cả các bài tập. Sau khi đã làm các bài tập, chúng ta cần ghi nhớ khi thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ta làm như sau: viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất sao cho thừa số có một chữ số thẳng với hàng đơn vị của thừa số có bốn chữ số. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, từ hàng đơn vị đến hàng chục, đến hàng trăm, rồi đến hàng nghìn. Các em thân mến, như vậy là bài học chúng ta đến đây là hết rồi. Cô mong rằng bài học hôm nay sẽ giúp cho kiến thức của các em vững vàng hơn trong thời gian các em ở nhà chống dịch Covid. Chào các em.